Phú Thọ cặp vợ chồng nhiều năm liền mai mưa trước mặt cả làng và bí mật chưa từng hé lộ. Sau 3 năm được dân làng chọn thực hiện nghi lễ trong miếu, vợ chồng anh Chín đã chia sẻ một số điều thầm kín liên quan đến giây phút đặc biệt này. Hàng năm vào các ngày 11-12 tháng riêng, tại miếu trò, (còn gọi là miếu đù đị, tại làng Trám, xã Tứ Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, sẽ diễn ra lễ hội Linh Tinh Tỉnh Phọc hay còn gọi là lễ hội trò trám. Được biết là trong lễ hội năm nay, vợ chồng anh Chữ Đức Chiến sinh năm 1978 và chị Bùi Thị Thanh Huyền sinh năm 1990 được dân làng tín nhiệm để thực hiện nghi thức tỉnh phọc trong lễ hội. Đặc biệt, đây cũng là lần thứ ba vợ chồng anh Chiến chị Huyền được thực hiện nghi lễ này. Theo chia sẻ của anh Chiến thì để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà mọi người giao phó, hai vợ chồng anh đã phải tập luyện nhiều lần để cho khớp nhịp thực hiện nghi thức và cầm linh vật trong lễ mặt mỗi năm chỉ có một lần và chỉ có ba nhịp thôi nên khi chỉ có hai vợ chồng chúng tôi đã cầm những đồ tượng trưng gần giống như linh vật như dù trống tập với nhau chúng tôi tập để hợp cho nhịp khớp với tiếng hô của chủ lễ anh chiến chia sẻ mặc dù đã ba lần thực hiện nghi lễ này nhưng mà hùng mỗi khi nhắc đến chuyện tình phọc vợ chồng anh chiến chị huyền đều cảm thấy xấu hổ sau khi thực hiện nghi thức này trong miếu trò, vợ chồng anh thường bị người khác trêu chọc. Nhiều người vào cửa hàng ăn của chúng tôi nhận ra hai vợ chồng, trên báo chí cũng hay trêu đùa. Tuy nhiên thì đây là lễ hội phồn thực, những người biết đều có thể hiểu. Chỉ có một số người tò mò, không biết, không hiểu mới nghĩ khác hoặc là hỏi hai vợ chồng về nhà có như vậy không? Điều mà anh Chiến ít chia sẻ với ai đó là sau khi thực hiện nghi thức tình phọc, anh phải dùng thanh để che chở cho vợ vì khi tắt đèn thì có một số bàn tay tò mò ở đó. Miếu trò làng trám, thờ bà Ngô Thị Thanh, người có công dạy dân làng múa hát, chơi trò chơi và làm lễ hội. Chính bởi những trò chơi khác biệt của mình, nên bà được gọi là bà Đù Đị. Tên này mang ý nghĩa phổn thực. Vào khoảng 0 giờ ngày 11, cụ chủ tế sẽ mang hai lễ vật có tên là nõ và nương, tượng trưng cho sinh thực khí nam nữ sau khi các cụ lớn tuổi trong làng làm lễ tế miếu đèn nến trong và ngoài miếu sẽ được tắt lúc này một người nam cởi tranh đóng khố cầm nỏ cùng với người nữ đeo yếm đào cầm nương đợi hiệu lệnh của chủ tế thì thực hiện các thao tác tượng trưng cho hoạt động tính giao tổng cộng cặp đôi sẽ làm ba lần trong đêm tối theo quan niệm của người dân địa phương nếu cả ba lần đâm trúng có nghĩa là mùa màng tươi tốt bội thu hai lần là được mùa một lần là làm ăn kém để được chọn làm chữ nãy trong lễ hội, cặp đôi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn như sau. Là người trong xóm, không vi phạm pháp luật, làm ăn lương thiện, con cái đông và nhiệt huyết với trò chơi.